Sau khi chờ đợi các chị phóng viên có câu hỏi thì tôi xin trả lời câu hỏi của phóng viên đại diện chương trình chiều 24 giờ VTV. Thì điều đầu tiên thì chúng tôi cũng đã nghe nói và cũng đã xem các phóng sự cũng như các bài báo phản ánh về từ các đối tượng côn đồ, các đối tượng bảo kê để được quyền chiếm quyền vận chuyển người bệnh hoặc các đơn vị. Kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc đáng tiếc xảy ra trong bệnh viện. Tuy nhiên thì trong những năm vừa rồi, bệnh viện Quân y 13 chúng tôi cùng với công an phường Phúc La, công an quận Hà Đông và phòng PA83 công an thành phố Hà Nội thường xuyên theo dõi kiểm tra thì không phát hiện được vụ việc nào ở trong bệnh viện. Còn những vụ việc diễn ra ở ngoài bệnh viện thì chúng tôi cũng không nắm được. Về việc diễn ra tại bệnh viện mà những chương trình chuyển động 24 giờ đã đưa tin thì cũng xin thông tin với đồng chí là lực lượng bảo vệ của bệnh viện thì cũng khá mỏng, do đặc điểm của bệnh viện hiện nay là đang được đầu tư xây dựng hoạt động trên một địa bàn khá rộng, cho nên có thể ở một thời điểm nào đó, ở một địa điểm nào đó mà chúng tôi không theo dõi, không phát hiện được những vụ việc, những sự việc như vậy thì đây là cái sự việc đáng tiếc. Chúng tôi cho rằng những cái sự việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện như vậy là những hiện tượng đơn lẻ mà không phải là những sự việc diễn ra thường xuyên trong khuôn viên của bệnh viện. Vấn đề thứ hai là đối tượng có cung cấp danh sách các chuyến xe được xuất viện ở bệnh viện thì cũng xin khẳng định và thông tin với các phóng viên, các anh phóng viên báo chí rằng bệnh viện không cam kết, không đảm bảo hay không thỏa thuận bất cứ với một cá nhân hay một tổ chức nào về cái quyền đặc quyền được vận chuyển bệnh nhân vào ra trong bệnh viện. Chúng tôi có thể khẳng định là tất cả các chuyến xe cứu thương để vào đưa đón bệnh nhân trong bệnh viện thì đều được cho vào và chúng tôi không có ngăn cản. Còn việc đối tượng cung cấp thông tin có danh sách chuyến xe được xuất viện thì chúng tôi phải nhờ đến các cơ quan chức năng điều tra của công an thành phố Hà Nội, của cục điều tra hình sự bộ quốc phòng vào cuộc kiểm tra thì mới nắm được rõ bản chất của vụ việc. Về một số hãng xe taxi không được vào bệnh viện thì bệnh viện cũng xin thông báo với các anh chị là hiện nay bệnh viện đang được Đảng, Nhà nước và quân đội cho đầu tư xây dựng một bệnh viện mới ở chính giữa khu trung tâm của bệnh viện. Vì vậy là bệnh viện hiện nay đang phải hoạt động trên một cái địa bàn trải rộng từ
cửa khoa khám bệnh của bệnh viện cho đến điểm cuối cùng của Bệnh viện Phòng Quốc gia, cũng như một số địa điểm ở bên kia của đường 70 trực thuộc khuôn viên của Học viện Quân y để đảm bảo cho cái hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện. Trong cái điều kiện khó khăn như thế thì để đảm bảo lưu thông cho người bệnh cũng như bệnh nhân của bệnh viện, thì bệnh viện đã tổ chức cái hoạt động của các xe điện nhằm vận chuyển các bệnh nhân cần vận chuyển bất động hoặc những bệnh nhân cấp cứu từ khoa khám bệnh, từ khoa cấp cứu lưu vào trong bệnh viện, cũng như bệnh viện đã đảm bảo các phương tiện để vận chuyển các bệnh nhân cấp cứu di chuyển trong nội bộ bệnh viện để tiến hành khám xét và tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng ở một số khoa phòng ban cận lâm sàng của bệnh viện. Và cũng xin thông tin với các chị là ở ngay cổng bệnh viện thì bệnh viện tổ chức một cái xe 16 chỗ để đưa đón bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân di chuyển trong nội bộ bệnh viện miễn phí. Các anh các chị có thể hỏi người nhà bệnh nhân hoặc những ai đã từng đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện 43 phải di chuyển, thì bệnh viện có xe 16 chỗ để vận chuyển miễn phí trong nội bộ bệnh viện. Chính vì địa bàn hệ thống giao thông của bệnh viện đang rất chật hẹp, cho nên hiện nay bệnh viện chỉ cho các xe taxi vào trong địa bàn của bệnh viện để đưa người bệnh hoặc là đón người bệnh vào trong bệnh viện, sau đó phải ra và không được dừng đỗ. Bệnh viện chỉ tổ chức một điểm đỗ ở ngay cổng khoa khám bệnh của bệnh viện cho 3 đến 5 xe taxi dừng đỗ ở đó, và có bộ phận điều hành của phòng tham mưu hành chính để đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn trong cái hoạt động vận chuyển bệnh nhân đến cũng như bệnh nhân đi từ bệnh viện. Chính vì cái vị trí đỗ xe hạn chế như vậy, chỉ có 3 đến 5 xe taxi được đỗ ở trong bệnh viện. Vì vậy, có những thời điểm, đặc biệt là những giờ cao điểm, thì bệnh viện không thể cho tất cả các xe taxi tự do vào ra trong bệnh viện vì sẽ làm ùn ứ, ảnh hưởng đến giao thông trong nội bộ bệnh viện. Cũng xin thông tin với các anh các chị là hiện nay mỗi một ngày Bệnh viện Quân y 43 tổ chức khám ngoại trú cho 2.000 đến 2.500 người bệnh, có khoảng 1.500 bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện, tức là có khoảng 4.000 bệnh nhân cả nội trú và ngoại trú đến khám và điều trị tại bệnh viện, kèm theo những người thân đến thăm đưa đón đi khám thì cái số lượng này lên khoảng 10.000. Bên cạnh đó thì số lượng cán bộ nhân viên của bệnh viện cùng với các học viên đến học tập nghiên cứu tại bệnh viện khoảng hơn 4.000 người nữa. Như vậy là trong một cái khuôn viên chật hẹp như vậy mà bệnh viện phải tiếp đón và đảm bảo cho chừng khoảng 14 đến 15 ngàn người ra vào tại bệnh viện, đặc biệt trong những giờ cao điểm từ khoảng 6:30 cho đến 9:30 sáng. Chính vì vậy bệnh viện cũng không thể cho tất cả các phương tiện vào ra tự do tại bệnh viện trong những giờ cao điểm. Mời các anh các chị. Có lẽ là để làm rõ thêm thông tin, và các anh các chị cũng thấy là về trách nhiệm của bệnh viện cũng như là cơ quan công an để đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện và trên địa bàn, thì bệnh viện cũng xin được mời anh Thắng, đại diện công an phường Sa La, phường Phúc Lạc, thằng có ý kiến gì không?
trong và ngoài bệnh viện. Như báo chí là chúng tôi đã cũng đã phối hợp giải quyết nhiều các vụ việc như là tình hình mất an ninh trật tự trong khu vực ngoài trong bệnh viện. Báo chí là do những đặc thù là bệnh viện đang trong giai đoạn xây dựng, do vậy là cái đường ra vào của khu vực viện rất là nhiều cổng, nên là có cái bệnh nhân cũng như là người nhà cũng như là nhiều các trường hợp là do cái kiểm soát của cái cổng bệnh viện nó không tập trung, rất nhiều cổng đường qua viện cổng để đường vào cái nhà xác, để các cái khu vực đường nó không được cao và đảm bảo an ninh trật tự, do vậy là một số các đối tượng chúng ta xuất vào. Trong thời gian qua thì xảy ra cái việc như phóng sự nêu, thì cái này chúng tôi cũng rất là tiếc, và trong thời gian tới thì tôi sẽ phối hợp với bảo vệ bệnh viện tăng cường. Cái này nó xảy ra là về cơ bản là bên ngoài bệnh viện thì rất đảm bảo, và cái việc này nó xảy ra trong khuôn viên bệnh viện của tôi, đó chính là còn tôi thời gian tới sẽ phối hợp hơn nữa với bệnh viện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Và qua cái việc này thì đó chính là từ trước đến nay chúng tôi ở các quận phường chưa nhận được thông tin nào phản ánh về cái việc cái như xe cứu thương vào bệnh viện với phóng sự lên, và chúng tôi chưa nhận được thông tin. Và cái việc quá trình thì chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành các cái biện pháp điều tra, khi nào có thông tin mà nó đầy đủ hơn sẽ cung cấp cho các cơ quan báo chí biết. Hiện nay mình đã có cái điều tra chưa, và trong thời gian tới mình có tiếp tục để điều tra làm rõ việc này không? Vâng. À, xin cảm ơn chị. Cái câu hỏi của chị Xuân, phó khu viên VTV, thì tôi không được trả lời thế này. Trong cái báo cáo của Bệnh viện Quân y 13 gửi Thủ tướng, Tổng cục Chính trị, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội và Thủ tướng Học viện Quân y, thì Bệnh viện Quân y 13 khẳng định là không có một ký kết hay có một thỏa thuận nào về việc bảo kê hay thu tiền bến bãi cho bất cứ đối tượng nào của các tổ chức trái lệnh trực thuộc Bệnh viện Quân y 13. Không, chúng ta đã tự kiểm tra công đội ngũ bệnh viện. Ban đầu chúng tôi xin thông tin với các